Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự 16 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Lần đầu tiên một người Việt Nam được vinh danh vào top 15 của hội đồng lãnh đạo Leader Oriflame toàn cầu, đó là anh Nguyễn Đăng Yên. Đây là vinh dự lớn thể hiện sự tri ân và nêu bật những thành tựu của các nhà lãnh đạo xuất sắc trong công ty trên toàn thế giới. Được thành lập năm 1967, hơn 50 năm qua, tập đoàn Oriflame của Thụy Điển luôn khẳng định là một trong những đơn vị kinh doanh mỹ phẩm lớn trên thế giới với các sản phẩm đã có mặt tại 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.